là mẹ của em Quy các bạn, thì đưa cho Quy đang nghỉ mà mẹ Quy khóc đi không muốn nổi luôn nha. Nhìn cảnh này quá trời sót luôn đó các bạn. Tí là cả lâm chào mọi người các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì trong lúc 2 giờ chiều này đó các bạn, thì sẽ đưa cho em Huy nha về nơi an nghỉ cuối cùng luôn. Thì nhà của em Huy các bạn ở cái chân là ấp Phú Hòa 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long nha. Thì hôm nay đó các bạn, thì những cái giây phút cuối của em Huy các bạn, thì hôm nay Tí Lạc Lâm sẽ quay tiếp tục cho các bạn cùng xem nha. Thì đó các bạn, thì đây là cái bản cấu khó của em Nguyễn Minh Huy nha. Thì hồi em mất là ngay chân bữa đêm là mùng 8 tây, thì hôm nay là ngày 11 tây, thì hôm nay là sẽ đưa cho em Huy đi ăn nghỉ cuối cùng luôn các bạn ơi. Thì đó các bạn, thì năm nay các bạn, thì em Huy là hưởng dương được là 30 tuổi nha. Thì em Huy thì 30 tuổi, nhưng mà em Huy các bạn thì cũng chưa có gia đình gì hết nha, chưa có vợ con gì hết.
mẹ của em Quy các bạn thì đưa cho Quy đang nghỉ mà mẹ Quy khóc đi không muốn nổi luôn nha. Nhìn cảnh này quá trời sót luôn đó các bạn. Thì sẽ hạ cho em quy xuống là người mẹ như đứng khóc thôi nha. Yeah.
Hãy subscribe
qua cổ cua rồi. Đúng á, bây giờ có mẹ con lắm thì bây giờ các bạn thì giờ bên mấy anh em ở bên thịt bên trên hầm thì đang là chuẩn bị luồn những con dê vô đúng 2 giờ chiều ngày 11 tây thì sẽ hạ cho Huy xuống để ai nghỉ nha. Để máy lại làm việc làm sao hết ở dưới rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
Đó, thì giờ các bạn thấy là cái người mẹ và cái người cha thì đi mua hết nổi luôn. Trời ơi, có gì về điện cho về. Về giờ nào điện hồi nãy. Ủa gì ăn còn nó vui ngon lắm nha. Khỏe đình đá nha, cảm ơn con nhiều khỏe hết nha. Rồi là chúng ta gặp lại nhiều. Rồi 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 rồi, giờ nào gặp lại. Có ai không cầm nhiều, chứ cầm gì nghe không phải. Cũng lớn, cũng lớn thôi. Còn 2, 4, 5, 7, đủ đủ mà. Thì mà các bạn ơi, thì sớm cho bạn thì tí là cả Lâm bạn thì cũng coi cho bạn xem thì lúc 2 giờ thì sẽ đưa cho em Quy đi ăn nghỉ cuối cùng đó các bạn. Thì sớm giờ tí là cả Lâm và bên chị Hầm thì cũng đưa cho em Quy tới ăn nghỉ cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Thì thôi giờ tí là cả Lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là cả Lâm bạn, hãy cho tí là cả Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ tí là cả Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ tí là cả Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.